He he he, cho dù bọn ngươi có làm gì nữa thì ta cũng sẽ vượt ngục được thôi. Đúng đấy, nhà tù gì mà vượt ngục dễ dàng quá đi. Thôi ngày đó tôi lệnh, bọn này nó muốn vượt ngục nữa kìa, chúng ta làm gì bây giờ? Ơi. Được rồi, để tôi xử lý cho. Alo, biệt đội anime đó hả? Hãy đến đây giúp tôi đi. Hả? Thế gì thế? Trời, ngay, nhà nhìn kìa. Hả? He he he, xin chào, chúng tôi là biệt đội anime đây, các người cần tự giúp gì như nào? Son Goku, Saitama, Kirito, Shinosuke, Monkey D. Luffy, Conan, Naruto, Doraemon. Hả? Cái gì? Biệt đội anime à? Họ là ai vậy? Trông có vẻ thú vị à nha. Ok, hello xin chào mọi người, chào mừng quay trở lại kênh mình. Mình là Jackie, thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft vượt ngục. Như bạn đã thấy đây, đây là SCP Foundation, yes. Thì bây giờ là mình sẽ đến cái chỗ này. Đây, xin chào mọi người, xin chào, hello, hello. Trụ sở này các bạn lớn rồi đây, không biết có phải lớn nhất không. Nhưng mà chắc chắn là chỗ của mình là lớn nhất, lớn hơn chỗ này. À, ô, chào mọi người ở đây cơ. Ôi, ở lại là bọn này hả? Tại sao mình mỗi lần mình vào đây có thấy bọn này hoài vậy? Hôm nay có việc gì nữa ai? Để xem, ồ, ngày Dĩ Huy làm gì đây, sao ngồi đây không núm đây? Này, chào Gia Kỳ nhé. Hôm nay á, ta có công việc cho cậu, chính là hãy canh gác nó cẩn thận. Hả? À, nhưng mà lỡ ra phần gần nữa thì sao? Ta lẽ ngày nào tôi cũng bắt nó hả? Yên tâm đi, ngày mai á, mà nếu tụi nó có vượt ngục á, tôi sẽ gọi biệt đội anime đến đây để giúp cậu. Ồ, biệt đội anime hả? Nghe có vẻ hay á, để xem nào. Biệt đội anime à, thôi đây, bây giờ công việc của mình là gì? Công việc của mình á, bây giờ là cho tụi nó ăn. Để xem có gì ăn không. Ôi, ha ha ha, tụi mày vượt ngục cho lắm vào. Bây giờ đồ ăn của tụi mày chỉ là đồ chay thôi bạn. Toàn là món đồ chay không nè. Trời ơi, có ở đây có một món cục xương nè. Cục xương để gặm thôi, cô kệ đi. Thằng nào muốn gặm xương đâu, từ từ. Để coi, thằng này hãy nhìn vào nó phải không? SCP-173 à, mày sẽ ăn hạt đậu đi, tao biết nhìn gì nhưng mà ăn đậu tiên đi mày. Đó, vừa nhìn vừa đi nha. Ok, xong rồi. Lên đây. Ơi, bị bắt đó kìa, SCP-1953. Rồi nghiệp quá, Hàn Quốc thì ăn cái gì? Thôi ăn salad đi, không biết Hàn Quốc ăn cái gì nữa, ăn salad đi. Ở đây, cáo chín đuôi, hồ ly chín đuôi. À, SCP-035, thằng này là chuyên gia kế hoạch chạy trốn nè. Cho mày ăn thịt kênh gì, món sườn hầm cơm chó gì đây nè. Này ăn đi mày, ăn đi mày. Ôi bác sĩ nè, bác sĩ có một cái chế độ ăn rất là khoa học nên chúng ta sẽ cho ăn rau, canh rau súp lơ. Cái này là phải súp lơ vậy, mình không biết, nhìn hơi giống, chắc là vậy hay là cái gì đây, dừa không biết cái gì nữa. Rồi thằng 106 này cũng là đồng bọn của thằng SCP-035. Thôi cho mày ăn đồ cây nè. Không, không phải, đây là cranberry, không phải là ớt hả? Cranberry là cái gì? Một cái là giống lại Việt Quốc à. À, SCP-096, thằng này không được nhìn được nó nha. Nếu mà nhìn mình nó sẽ giết mình được rồi, để coi. Không biết ăn gì nữa, thôi cho ăn kem sô-cô-la đi, mày ăn đi. Ôi, vô, vô, ăn đi. Hết biết. À, còn đây là SCP-087. À, mặc dù thì ta không gắn cầu thang cho mày, nhưng mà mày nên cai nghiện cầu thang đi. Mày suốt ngày cứ nghiền cái cầu thang thôi, ăn cái món này đi. Cái này là gì? Garden soup, món soup rau vườn hả? Thôi, ăn đại đi, tao không biết. Đó, thằng này là ai? À, em bé, đến giờ mình chưa biết thằng này nguy hiểm chỗ nào. Từ khi nó sinh ra nó đã an toàn rồi. Thôi kệ, mà tổ chức bắt mày thì cứ bắt đi. Đây cho mày ăn cái real skewer, là cái này gọi là gì, tiếng Việt gọi là gì, quên tên rồi. Thôi ăn mày cứ ăn đi. Đó, xong rồi. Giờ làm sao? Giờ làm việc thôi. Có lẽ là đêm nay mình sẽ ngủ. Mình không nghĩ rằng tụi này sẽ vượt ngục đâu. Nhưng mà dù sao á, ngài tổng tư lệnh cũng nói với mình là ngày mai có biệt đội Idman đến giúp mình phải không? Đây, ngày mai mình sẽ trông chờ và biệt đội Idman vậy. Ngủ hơi, buồn ngủ quá. Ngủ hơi nào. Trời ơi, cứu tôi với, tôi không ở tù đâu, tôi mệt lắm rồi đây. He he he, vậy sao cô không sử dụng năng lực của cô đi? Tôi phải làm gì bây giờ? Cô hãy hóa trang thành một người phụ nữ xinh đẹp để dụ dỗ ông chỉ huy đi. Chắc chắn chúng ta sẽ được tự do. Ồ, nghe có vẻ hay đấy, được rồi, biến hình nào. Cứu tôi với, cứu tôi với. Hả? Tiếng của ai thế nhỉ?
Cứu tôi với, tại sao lại bắt tôi vậy? Cứu tôi với. Ủa, cô là ai? Tại sao cô ở trong phòng giam của chúng tôi? Sao lạ vậy? Thật ra tôi không phải là cá chín đuôi đâu. Còn cá chín đuôi đó đã biến tôi giống nó để các người bắt tôi đó. Tôi vô tội mà, thả tôi ra đi. Vậy là tôi hiểu nhầm mà. Ok, tôi sẽ thả cô ra. Được rồi đó, cô ra ngoài đi. Ôi, xin cảm ơn ngành gì lắm. Ừ, không có gì đâu. Chết này, he he he, người đã bị lừa rồi. Nào anh em, chúng ta vượt ngục nào. Vượt ngục nào. Ok, vượt ngục nào. Nào, ở đây, SCP-035 nè. SCP-049 ông ra ngoài đi. Đây, có ông 1-6 ra ngoài ông đi. Còn cái hàng 1-096 nè. Còn đây là hàng 087 nè. Còn đây là hàng cuối cùng. Ngủ dậy đã quá. Được rồi, hôm nay để xem kiểm tra thế nào nào. Ok, tốt. Ôi không, lại nữa à. Đừng mà tôi muốn nghỉ việc ở đây quá, tôi không muốn làm này nữa đâu. Tại sao vậy? Ôi, ngài tổng lệnh bị sao thế? Bọn chúng lại lừa ta nữa rồi. Hãy cứu biệt đội anime đi. À, bây giờ hãy đi cầu cứu biệt đội anime hả? Được rồi, bây giờ thì mình sẽ trang bị những món đồ vật quen thuộc của mình vào. Đây, mình áo giáp vào đây, mình làm chú cảnh sát, thấy không? Đó, bây giờ cầu cứu biệt đội anime hả? Nhưng mà họ ở đâu mới được chứ, mình không biết nữa. Từ có cái xe, có cái từ thang bay nè, hổng chúng mình đưa nè. Để đây, đổ xăng vào thôi. Ok, được rồi, đổ xăng xong rồi. Bây giờ để xem, rồi cái gì đây? Tại sao hôm qua mình đâu thấy cái này đâu? Đây là biệt đội anime nè. Bây giờ mình mới để ý nha. Bây giờ mình có thể sử dụng những người này á để có thể chị hồi lại đây. Naruto nè, Naruto, Kirito, Saitama, Doraemon, Conan, Makidi, Luffy, Son Goku và Shin. Mình hiểu rồi, bây giờ là mình sẽ bay nha. Ok, bây giờ mình sẽ cầu cứu bọn họ bằng cách triệu hồi họ ra chứ không thể gặp trực tiếp được. Được rồi, được coi. Cho tôi hỏi SCP bọn họ đang ở đâu, ta cần phải bắt chúng nào. Ôi, mình thấy rồi, một con SCP-173 nó đang theo dõi mình hay sao á, sao nó biết mình ở đây vậy? Ôi, nó biết mình ở đây không kìa bạn, nhưng mà nó đi chậm lắm. Từ đậu xuống nào, đậu xuống nhanh lên, tới tóc xuống rồi nó sắp đánh mình rồi. Ôi, đừng đánh tao, đừng. Ok, nào đánh tao thử coi. Ôi, đen thui màn hình luôn, holy. Ok, nào tao nhìn nó may rồi mà, tao nhìn nó may rồi mà, mày cút đi nào. Ok, nhưng mà nó đi chậm lắm, mà con này nó khá chậm chạp. Để xem mà rồi mình sẽ chỉ hỏi đầu tiên đây. Con này á, mình nghĩ mình sẽ dùng Kirito. Ok, Kirito xuất chiêu, đánh nhau đi. Đúng rồi, ui đánh nhau rồi kìa. Kirito ok, cầm hai kiếm luôn đây, gọi là song đao đó bạn. Rồi để coi liệu Kirito có bị ui đội hay mình kìa, what the hell, liệu Kirito có bị đánh bại bởi SCP-173 không? Nào để xem nào, mình là thắng. Hai trong lúc bọn nó đánh nhau á, mình phải giúp ở đại, không được để ai bị thương cả. Nó bị thương là mình sẽ bị phạt mất. Được rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái này á, mình sẽ bắt nó lại nào. Ok, búp, xong rồi. Cảm ơn cậu nhé Kirito. Ok các bạn ơi, mình đã thấy rồi, đó chính là SCP-106. Nó biết mình không vậy? Hello. Ui, nó biết mình kìa. Không. Ra ngoài này đi. Đừng nói thấy tao. Ui, biết mình kìa bạn. Ghê quá, thằng này mình thấy gì đây? Qua đây nè. Hello. Nè. Nè, đánh nhau đi. Anh nhau đi. Đúng rồi, SCP Monkey Luffy và SCP-106 nè. Không biết là liệu cái thằng 106 á nó có xuyên được cao su không, mình không biết nữa. Nhưng mà Luffy á nó nhập có vẻ ghê đấy. Nè, mình sẽ bắt nó nào. Ok, bắt nào. 1, 2, 3. Ok, xong rồi. Cảm ơn cậu nhé Monkey Luffy, rồi bị trúng độc nè, có sao không? Không có gì đâu. Nhưng mà cậu nhớ thử với tôi thịt nha. Ok, bữa nào tôi sẽ đãi cho cậu một bữa thịt. Nó đánh mình vậy, SCP-009 lên lầu á, nó điên lên nó giết mình thì sao, ai biết được. Rồi, thằng Luffy này, thằng 09 phần mình sẽ sử dụng Doraemon. Đúng rồi, Doraemon có thể giúp mà. Nào, SCP-049, ôi Doraemon nè, đánh nhau đi. Đúng rồi, đánh nhau Doraemon đi, Doraemon có rất là nhiều bảo bối hay. Ôi sao đến tao, tao là bạn mà. Ôi, mình bị poison rồi, trúng độc rồi. Ôi không, sắp bật lờ 09 này rồi, mình sẽ lấy nào, bắt nha. Bắt 3 phát nữa đi, đánh 3 phát nữa là mình sẽ bắt. 1, 2, 3. Ok xong rồi, cảm ơn cậu gì nhá Doraemon, có sao không? SCP-096 mày ở đây ư? Nào, ra rồi. Đây, thằng này có nghĩa là không nhìn nó nha. Nhìn mà nó là có ngày chết đấy. Được rồi, từ đi theo tôi đi. Nào, hạ cánh nào. Mày có thể hạ cánh nhanh được không? Ây da, rồi.
Hàng này á khá là mạnh, mình sẽ sử dụng Shin của bé gì mình không biết tại sao nữa, nhưng mà mình nghĩ thằng Shin á nó sẽ đánh bại được cái thằng này. Đó rồi, hello. Ôi giời ơi, wow, nào Shin, có thấy phát Shin đúng rồi, Shin đúng rồi, đánh nhanh đi. Đó, thằng Shin kìa, nhưng mà tóc đen vậy, à có lại rồi. Ôi, không biết liệu Shin cậu bé gốc chì có gì nói không, nhưng mà mình thấy hơi chênh lệch chiều cao rồi ơi. Một thằng cao 3m, một thằng cao có một chưa đến 1m nữa. Không biết liệu anh ta sẽ đánh bại không. Có vẻ Shin không có sao chị nói đâu. Nè, bắt cái này. Mày, ok, sao. Ôi, chị dơ quá à. Cầm cục shit để quăng nhau. Ê, sao vậy. Ôi, thằng nghiện cầu thang kìa bạn. Thằng SCP-087, một thằng chuyên gia nghiện cầu thang kìa. Được rồi, mình sẽ bắt nó. À, nào, hello SCP. Nó có lên cầu thang được không vậy? Được lắm, Satama, xuất chiêu. Nào, đánh vào đi, Satama. Đâu rồi, đúng rồi, đánh vào đi. À, đèn thui à, ok, có đèn lại rồi. Saitama đập nó, bùm đó, mấy thằng lại đấm sao mày, đó không, nó bay xa ở đằng sau luôn nè. Ủa, sao đánh tao, what, tao chỉ là hàng khán giả, à mày đánh tao phải không, đâu rồi, bây giờ là mình sẽ tiến hành bắt nó thôi, đây, Saitama, Saitama, oh, bắt cái nào, bắt cái nào, được đấm nó nữa, ok được rồi, ôi mặt mày nhìn ngu bà ơi, nhìn ngu à, thằng này có vẻ yếu hơn đấy, được rồi, ôi, được rồi tao. Đừng làm người làm thế. Ui, hai thằng lớn. Ôi không, ôi không, không, hãy chuẩn bị đi. Hãy chuẩn bị đi. Naruto nè, với lại thằng Conan. Mình nghĩ Naruto và Conan sẽ giúp ích cho mình được đó. Được đây. Naruto, Conan. Nhảy ra ngoài. A, à, đau quá. Ui, Naruto nè. Conan nè. Ok, ra ngoài đánh nhau đi. Ôi, đúng rồi, đánh nhau đi. Đừng đánh tôi mà. Ok, đây nè. Xem, hãy xem đây, Naruto và Conan đánh nhau là SCP-035 và SCP-1 sao này, hai người không đánh nhau đây. Bắt cái nào, sau đây ta xin bắt thằng SCP-035. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Được rồi, mày đứng yên, đứng yên. Đứng yên, ok, bắt được rồi. Và ơi, tụi nó đâu rồi. Ôi, hai này nó làm gì đứng góc đây, tụi mày làm gì đây. Hả, làm gì đây. Bắt lại nào, 103, 103. Ôi, xong rồi. Rồi, trận chiến cuối cùng của mình đó chính là SCP-1003 em gì 953 với lại SCP với lại thằng Son Goku. Không biết là ai mạnh hơn bạn. Theo bạn á, mình nghĩ trong tất cả SCP ở đây á thì SCP-953 là mạnh nhất. Dù gì thì 035 cũng đâu mạnh bằng, đúng không? Tại vì SCP-953 vừa có thể hóa trang, vừa có thể biến thành cá chín đuôi, vừa có thể dùng phép thuật đó, thấy không? Đó là tụi. Trời ơi, nó cầm sẵn một quả cầu rồi kìa, mình không nghĩ là đến gần ở đâu. Mình sẽ sử dụng Son Goku, ok. Xuống nào, xuống lẹ đi, xuống lẹ nào. Ok, Son Goku. Tôi in tưởng ở cậu ở Son Goku rồi, nào. Nó đâu rồi. Hello, chúng ta có thể thương lượng không? Ôi, ui ui, nó bắn kìa. Ôi, 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 ôi. Nào, đi lên, Son Goku, đánh nhau đi. Đánh nhau đi, đúng rồi, Son Goku đánh nhau đi, đúng rồi, đánh nhau đi. Ôi, sao lại giống vậy? Dậm vậy? Nào, đánh nhau đi. Ồ, Son Goku đánh nhau đi, đúng rồi, đánh nhau đi. Ồ, bồ bồ bồ. SCP-0953 cái mạnh đấy. Ồ, đúng rồi. Nào, đánh nhau đi. Rồi, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Rồi, một thể bẻ đuôi không? Này. Ui, nè, hai đứa mẫu đi. Ôi da, đánh đầu quá, ôi da. Nào, đánh đi. Đánh nhau đi. Mày nè, mày nè. Ôi, đánh tao nữa, ôi da. Nào, chúng ta phải tin tưởng ở Son Goku chứ. Son Goku cũng mạnh mà. Đây coi ai mạnh hơn nào. Thôi được rồi, anh tụi mày đánh nhau, ta có lẽ ta chờ đến Tết quá. Ơ đây, ngày mai cũng là ngày Tết đúng không? Bắt mày sớm đi, về ăn Tết nữa. Xong rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé, các bạn bị đổi anime. Rồi, chúng ta sẽ trở về trụ sở chính và bắt bọn họ về lại nhà tù thôi. Nào, chúng ta cùng nhau quay lại nhà tù nào. Thôi được rồi, bác cá sếp, tôi đã bắt thành công rồi. Ơi, ngài vẫn còn ngủ ở đây hả? Tội nghiệp quá, già rồi, sức yếu nên phải. Rồi, tôi sẽ hay thấy ngài bỏ chúng vào tù cho. Bọn này quá quắt lắm. Đây rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiên bỏ vô đây nè. À, bỏ đại vô đi, 103 nè. Một 173 rồi đây. Sao mình đã bắt được xong rồi. Vậy là hôm nay có thể đón Tết giao thừa một ngày ý nghĩa và vui vẻ, và không phải lo nghĩ đến việc bắt tụi này rồi. Ok, hôm nay là ngày cuối cùng trong năm.
Và tối nay sẽ là đêm giao thừa. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ và có những ngày Tết thật là may mắn, có được nhiều tiền lì xì nha. Ok, thì nếu mà cái series này của mình á, để một like, một share, đồng thời lại comment ở dưới là mình lên làm gì tập tiếp theo nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.